Xin chào tất cả mọi người, mình là Đặng Tuyết. Lại gặp mọi người trên kênh YouTube Kiếm Tiền Edu Channel của Đặng Tuyết nhé. Mọi người ở đây có ai đang kinh doanh hay là đang chuẩn bị bán hàng ở trên sàn thương mại điện tử của Shopee, Tiki hay là Lazada không? Trong video lần này, mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn rất là nhiều thứ để các bạn có thể bán tốt hơn khi mà kinh doanh trên sàn thương mại điện tử của Shopee, Tiki hay là Lazada. Thứ nhất là, có một bạn gần đây bạn ấy bảo với mình là bạn ấy đang lên top của ngành hàng. Thì có ngày bạn ấy bán tới 500 tới 1.000 đơn. Thì tự nhiên cái mất top thì bạn ấy không biết làm gì cả. Thì đối với bản thân mình cũng có thời kỳ mình gặp phải cái vấn đề như vậy. Cái thứ hai là lúc các bạn mới bơi vào tập bán ở trên sàn thì hì hục mãi cũng có đơn, nhưng mà đơn lúc có lúc không. Thì bây giờ có giải pháp nào để mà giải quyết cái vấn đề đó? Cái thứ ba nữa đó là có bạn làm theo lời khuyên của rất là nhiều người, tham gia vào tất cả các chương trình khuyến mại của Shopee, tạo mọi giảm giá vân vân, nhưng mà cái lượng khách hàng không nhiều, chăm chỉ cày mà không có kết quả. Và cái vấn đề thứ tư mà mình muốn chia sẻ tới các bạn đó là khi mà các bạn xây dựng shop của bạn đang lên ngon thì bị Shopee khóa shop, thì chúng ta phải giải quyết như thế nào? Hay là các vấn đề kiểu là khách hàng họ thêm vào giỏ hàng nhiều nhưng mà họ không thanh toán, hay là có những bạn bán những cái sản phẩm cùng kình thì cái chi phí vận chuyển cao. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ hết cho các bạn 5 cái vấn đề này. Đây là cái video vô cùng quan trọng, vì vậy mà các bạn hãy xem cho đầy đủ để hiểu cách bán hàng ở trên sàn nhé. Mình bắt đầu kinh doanh ở trên sàn là từ năm 2018. Ban đầu là từ Sendo và sau đó là đến Shopee. Thì mình thấy nhiều bạn cũng gặp phải cái trường hợp giống mình. Đó là thứ nhất là khi mà nhập hàng về bán thì chất lượng rất là cao. Có những bạn có cả xưởng sản xuất nữa cơ, giá rất là rẻ nhưng mà cái lượng người mua nó không nhiều, đơn đi rất là ít. Vấn đề nữa là khi mà có đơn hàng rồi á, khách mua hàng nhưng mà khách hàng họ rất là lười đánh giá, hoặc là họ có đánh giá nhưng mà đánh giá không có tâm, đánh giá nhưng mà không có cái hình ảnh gì cả. Trước đây thì mình cũng gặp phải cái vấn đề đó. Thì lúc mới bán á, mình cũng giống như mọi người thôi, thì mình đi tìm cách giải quyết cho nó. Trước tiên để mà khắc phục được cái tình trạng lúc nhiều đơn, lúc ít đơn á, thì để mà bán được nhiều ở trên sàn á, thì nói thật là cái thằng ngon nhất vẫn là cái thằng thuộc top trên, top đầu ngành hàng á. Thì làm gì thì làm, các bạn cũng cần phải lên được top đầu. Thì chung quy lại nó cũng chỉ loanh quanh các yếu tố. Thứ nhất là traffic nhiều, thứ hai á là cái tỷ lệ chuyển đổi mua hàng tốt, và thứ ba là đơn hàng nhiều, đánh giá tốt. Khách hàng họ sẽ vào xem những cái đánh giá này để đưa ra cái quyết định mua hàng. Chỉ có vậy thôi. Bạn nào mà chưa hiểu về traffic là gì á, để mình làm rõ một chút cho những bạn mới tiếp xúc dễ nắm nhé. Bán ở trên sàn, traffic tức là những cái lượt khách mà có sẵn ở trên sàn, họ vào shop của bạn xem sản phẩm, thì đó gọi là traffic từ sàn. Còn những cái lượng khách truy cập từ Facebook này, YouTube này vào shop của bạn thì cái đó gọi là traffic ngoài sàn. Ngoài sàn có nghĩa là từ nơi khác đổ vào. Bán được nhiều hay là ít á, theo mình á, là cái lượng traffic trọt về shop. Khi mà bạn lên top đầu của ngành hàng rồi á, thì bạn sẽ hấn được cái lượng traffic ở trong sàn là nhiều nhất, đúng không? Traffic rất là quan trọng. Mọi người bán ở trên sàn, dù là shop mới hay là shop cũ, khi mà thấy cái lượng đơn nó giảm hay là cái lượng traffic nó tụt á, thì chúng ta cần phải làm gì? Mình cho bạn thêm một cái kinh nghiệm khi mà bán ở trên sàn, đó là bất cứ khi nào mà các bạn thấy, dù là cái sản phẩm đó đã lên top ngành hàng hay chưa, mà thấy cái lượng đơn nó giảm đi, cái lượng traffic nó giảm á, thì thứ nhất là bạn phải lập tức nhảy vào, tạo deal và bơm đơn cho nó để kéo lại cho nó, dù là shop mới hay là shop cũ cũng thế. Bán ở trên sàn là các bạn phải vừa bán và vừa nuôi dưỡng cho nó. Chỉ cần dưỡng nó không lỗ, hoặc là thậm chí là lỗ nhẹ thì mình vẫn chơi được mà. Mình bơm thêm đơn vào để mà kéo nó lên. Thì bơm đơn như thế nào á, để tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Cái thứ hai, khi mà bán hàng ở trên sàn á, thì cái mục tiêu của mình là dù ở bất cứ cái ngành hàng nào, thì khi mình lên sàn phải lên top cái ngành hàng đó trong vòng 1 tháng. Vậy cái cách để mà lên top ngành hàng nhanh nhất là như thế nào? Thì đó là đơn đều nè, traffic ghé thăm shop phải đều đều hàng tuần nè, làm hình ảnh tốt, sản phẩm tốt, video tốt, tiêu đề tốt và viết mô tả tốt. Sau đó chúng ta sẽ làm gì nữa? Đó là chúng ta sẽ kéo traffic từ ngoài sàn vào.
bằng cách là chúng ta sẽ đăng deal lên thì người ta sẽ vào mua. Khách đăng những cái đánh giá thật lên thì người người mua đơn đều đều thì sẽ lên top thôi. Và khi mà đã lên top rồi thì cái người mua lại càng nhiều. Thì cái quá trình mua hàng và bán hàng ở trên các sàn nó sẽ diễn ra như thế. Chứ bán ở trên sàn, bán ở trên Shopee, Tiki hay là Lazada nó không có gì là thần bí cả đâu. Mọi người ơi, mọi người hãy ấn cái nút đăng ký và ấn cái nút chuông ở bên cạnh để YouTube gửi thông báo mỗi khi mà mình đăng video mới lên nhé. Còn bạn nào mà đã làm rồi thì ấn like video cho mình đi nào. Điều thứ ba nữa là tạo deal, tạo thêm đơn hàng. Nhưng mà phải là đơn mua thật, đánh giá thật. Phải là đơn thật, đánh giá thật thì mới có giá trị. Các bạn nhớ nhé. Vậy thì cách mà để có những cái đánh giá thật như thế nào thì mời các bạn xem tiếp phần sau. À, có một bạn hỏi là mọi người khuyên mình là nên tham gia đầy đủ vào các chương trình khuyến mãi, tạo mã giảm giá hay là chạy quảng cáo của Shopee v.v. Nhưng mà cái lưu lượng truy cập nó không nhiều và không có đơn. Câu hỏi này thì nhiều shop bị. Các bạn chú ý là ngày nay bạn tham gia vào các chương trình của Shopee, mà nếu bạn là một shop mới mà chỉ tham gia làm marketing ở trên nền tảng của Shopee á, thì nói thật là hầu như là nó không có hiệu quả đối với shop mới. Vì sao? Khi mà bạn tham gia chương trình marketing của Lazada á, thì cái lượt hiển thị nó còn nhiều. Còn Shopee á, thì cái lượt hiển thị nó rất ít. Vì sao? Vì những slot, những cái vị trí hiển thị tốt của Shopee á, đều có các quản lý ngành hàng. Họ dành hết traffic vào những shop mà họ đang quản lý rồi. Dẫn đến là dù bạn có tham gia đầy đủ các chương trình đó thì cái sản phẩm của bạn á, nó hiển thị ở tận trang 4, trang 5 cơ. Thì ở những cái vị trí đó khách hàng họ không thấy. Cho nên Shopee, nếu mà bạn muốn lên được bằng cái luồng traffic ở trong sàn á, thì bạn cần phải có một nhân viên quản lý ngành hàng chăm sóc bạn trong vòng 1 tới 2 tháng để giúp bạn kéo được những cái luồng traffic tốt vào được các vị trí hiển thị tốt trong những cái chiến dịch của sàn. Còn các mài giảm giá hay là chương trình của tôi hay là các thứ khác, nó không giúp cho các bạn có được traffic nhiều đâu. Mà các bạn phải cần có hai thứ. Cái thứ nhất là các bạn phải kéo được traffic ở ngoài sàn vào. Và các bạn có thể tạo deal để mà nuôi dưỡng shop. Traffic ngoài sàn là gì thì mình đã nói ở đầu video rồi. Thứ hai nữa là các bạn làm tiêu đề tốt và traffic ổn định đều đều thì dần dần cái sản phẩm đó của bạn sẽ tăng dần điểm cao lên. Nếu có một cái sản phẩm key là cái sản phẩm chính của bạn đang lên tốt thì sẽ có nhân viên quản lý ngân hàng gọi điện chăm sóc, thì lúc đấy shop của bạn mới lên được. Còn nếu shop bạn mới đăng, làm hình ảnh, làm tiêu đề rồi tham gia các chương trình khuyến mại có sẵn của Shopee, tức là các bạn chỉ dựa vào tìm kiếm traffic ở trong sàn, thì gần như là rất khó để cái sản phẩm của các bạn hiển thị ở những cái vị trí tốt được. Vì thế nên tại sao mình mới làm cái video này hướng dẫn cho mọi người những shop mới, những sản phẩm mới lên top nhanh nhất là làm thế này. Đây là mình chia sẻ thật. Traffic thật, lượng mua thật, đánh giá thật, bằng cây được như thế là xong rồi. Shop của bạn có cái luồng traffic tự nhiên hàng ngày tốt rồi á, thì tiếp theo bạn mới tham gia tối ưu các mạng giảm giá này, mua kèm deal shop còn bán chạy. Thì lúc này bạn mới có cross sell, up sell bằng các chương trình của Shopee hay là sử dụng cái kênh marketing của Shopee. Hiện nay các hướng dẫn ở trên mạng cơ bản thì có rất là nhiều. Có những kiến thức thì còn áp dụng được, có những kiến thức thì không. Mọi người hãy chọn lọc ra và làm, hoặc là mọi người có thể vào trang này. Mọi người đăng ký tham gia cái chương trình học kinh doanh trên sàn thương mại điện tử của mình. Tại sao lại có khóa học này? Thì về nguồn hàng hay là bạn nào không tự tìm tòi được thì tham gia cái chương trình của mình nó sẽ đầy đủ hơn. Cái link đăng ký cái chương trình học về bán hàng ở trên sàn thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả nhé. Vậy cách để có những cái đánh giá thực, khách hàng họ đánh giá có tâm thì làm như thế nào? Thì cái phần này nó hơi dài một xíu, nhưng mà nó rất là quan trọng, các bạn chú ý nhé. Bán hàng ở trên các sàn thì cái mục tiêu của mình nó khá là khác so với bán hàng ở trên Facebook. Bán hàng trên Facebook thì mình thường chạy bán các cái mặt hàng trending hay là đồ dùng gia đình, gia dụng, kiểu như là cái bình phun xương. Cái bình này thì mình bán là 329.000. Cái này nó tạo độ ẩm cho phòng máy lạnh, thì cái mùa nóng mình bán rất là sướng. Hay là cái tai nghe, thì cái loại tai nghe này nó có nhiều giá lắm. Hay là kính râm, thì mình cũng có một cái video hướng dẫn cách bán kính râm á. Nếu mà bạn nào mà muốn biết thì có thể
vào kênh của mình và tìm xem cái video này để mà biết cách mình bán kính nhé. Bán hàng trend thì tranh thủ bán gấp ván, bán trong thời gian ngắn, được cái là cái lợi nhuận nó cao và bạn có tiền ngay. Ví dụ như nhập một cái sản phẩm từ 80 tới 100 nghìn á, thì có thể bán lên được 400-500 nghìn được. Cái này nó phù hợp với những bạn mà mới tập làm, lao vào làm tiền cục rồi chuyển hàng khác thôi. Còn bán trên sàn Shopee, Tiki hay là Lazada á, nó phù hợp với cái mục đích kinh doanh lâu dài hơn, tiền nó về đều. Nhưng mà mới làm á, nó chưa có tiền ngay đâu nhé, mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng như mình nói lúc nãy rồi đó. Cần kết hợp ít nhất là với Facebook để mà tăng cái lượng traffic ở bên ngoài sàn vào. Đây, để rõ ràng hơn, mọi người tí nữa kết hợp xem cả cái video này nữa nhé. Chọn bán hàng ở trên Shopee hay là Facebook, mọi người sẽ tự nhận thấy bản thân nên làm Shopee hay là Facebook trước, hay là kết hợp cả hai. Trở lại vấn đề là tăng đơn, tăng đánh giá, thì mình tìm thấy nhiều nhóm hỗ trợ nhau tăng đơn ảo, kiểu là mua đơn ảo tự đánh giá, thậm chí là còn cho nhân viên vào mua hay là nhờ người nhà mua của nhau. Mình kinh doanh ở trên sàn đến nay thì cũng được 24 tháng. Thì lúc đầu mình không biết, mình cũng làm theo cái cách đấy. Lần đầu tiên mình làm là cái shop bán hàng gia dụng, thì shop lên rất nhanh. Nhưng mà mình đăng, đại khái là mình khoe. Thì bất ngờ có kẻ xấu, họ cứ nhè cái shop đó ra, họ feedback bẩn và bom hàng các kiểu. Rồi những người họ thấy mình nói ngon quá thì họ cũng vào bán cái sản phẩm đấy. Thế là mình bỏ cái gian hàng đấy và mình cũng không có khoe nữa. Các bạn biết không, lúc nào cũng có kiểu là có người giỏi hơn mình ấy. Chỉ cần nhặt được cái ý tưởng thôi là vù một cái họ đã trở thành người cạnh tranh với mình rồi. Người bán ở trên sàn ngon á thì đều cùng chung một cái mô típ, đó là nhiều feedback đẹp. Thì khi mà khách vào họ đọc được thì họ cứ thế nối đuôi nhau họ mua và càng ngày càng bán được nhiều. Cho nên là mọi người cần nhanh chóng tạo thêm nhiều đơn hàng với đánh giá 5 sao kèm hình ảnh nữa để mà tạo thêm cái điểm tin cậy cho khách hàng mua. Lúc này thì dù giá có đắt hơn đối thủ, tuy nhiên là mình còn sử dụng thêm một vài cái thủ thuật nho nhỏ nữa để khách hàng họ yên tâm là à, khi mà mua hàng bên mình á, dù giá có cao hơn thì họ vẫn yên tâm mua hàng. Đằng Tuyết cũng có nêu ở trong cuốn sách chia sẻ về cách làm kinh doanh của mình. Bạn nào mà mua rồi á, thì đọc chắc là biết được. Nhưng mà với điều kiện là cái sản phẩm của bạn phải tốt thì mới được nhé. Tốt ở đây là có thể định tính được kiểu là nhựa dày này, nặng này, cầm đầm tay này, hay là chất liệu vải không bị xuồng này, kiểu như vậy. Thì khách hàng khi mà họ mua ở trên sàn, chủ yếu là họ sẽ đọc những cái đánh giá có hình ảnh, có 5 sao đúng không? Thì mình chỉ tập trung làm sao cho tốt nhất để khách hàng để lại những cái đánh giá tốt, có hình ảnh, chứ mình không làm feedback hay là đặt đơn ảo nhé. Mình nói chuyện với nhiều bạn la lên là mua được mười mấy nghìn lượt đánh giá, mấy nghìn đơn hàng, nhưng mà thực tế chưa bán được đơn nào thì bị Shopee xóa sản phẩm, xóa luôn cả shop luôn. Kháng chạy cối thì Shopee họ bảo là vi phạm điều khoản của Shopee, họ không có trả, thì không làm gì được. Các bạn ạ, khách hàng bây giờ họ nhìn vào là họ biết bạn mua đơn ảo, mua đánh giá luôn đấy. Cũng có bạn vừa bán vừa tăng đơn ảo, tăng theo kiểu nhỏ giọt á, thì shop bắt đầu cũng có đơn, ngon rồi đúng không? Thì tự nhiên một buổi sáng ngủ dậy check đơn hàng thì ôi thôi, Shopee nó khóa luôn. Thì các bạn ạ, bao nhiêu nỗ lực trong cái thời gian dài mà vì một vài cái đơn ảo mà bị khóa shop á, thì rất là uổng. Nên mình khuyên mọi người là không nên mua đơn ảo, đã mất công làm á, thì cứ theo luật của sàn mà làm. Vậy thì nếu mà không mua đơn ảo á, thì làm sao mà có được lượt mua hàng hay là lượt đánh giá thật? Thì giải pháp cho các bạn là các bạn chỉ việc lên những cái group review, các bạn hãy đăng những cái deal hoàn tiền bán cho họ, thì các bạn sẽ được những cái đơn hàng thật 100%. Và khi khách hàng mua xong, họ sẽ chụp hình và đăng đánh giá cho bạn bằng những gì mà họ nhận được, thì bạn cũng có được những cái feedback chất lượng 100%. Theo mình, bán ở trên sàn, đây chính là lúc mà bạn đầu tư, là đầu tư lúc này. Bạn chỉ việc bắt lại tiền cho họ theo đúng cái cam kết mà ban đầu bạn đăng deal lên thôi, vì cả hai cùng có lợi mà, đúng không? Bạn cũng có lợi là vừa tăng được cái lượng mua, vừa có cái đánh giá tốt kèm hình ảnh của khách hàng. Còn khách hàng thì họ vừa mua được cái sản phẩm chất lượng từ bạn, lại vừa có giá hơi. Nhưng đừng lo, sẽ có những cách giúp bạn đăng deal mà không bị lỗ, thậm chí là vẫn còn có lời nhé. Ngày trước thì mình hay gửi kèm theo một cái thư cảm ơn, khuyến khích khách hàng là viết đánh giá cho mình. Bù lại là mình sẽ bắt lại tiền cho họ như thỏa thuận.
Nhưng mà bây giờ có rất là nhiều group hỗ trợ cho bạn tạo deal. Mình chỉ bỏ ra 500.000 thôi là Đặng Tuyết đăng được cả tháng rồi. Thì những cái việc làm như thế trên các sàn lớn như là Amazon hay là thậm chí những sàn ở bên Trung Quốc, họ bày ra làm lâu rồi. Thì Shopee, Tiki hay là Lazada họ cũng không có cơ sở để mà xử phạt bạn được. Nhưng mà đăng deal dồn dập hay là khách đặt hàng dồn cùng một lúc thì không phải lúc nào cũng tốt đâu nhé. Đăng như thế nào thì chắc là mình sẽ hướng dẫn trong video sau. Vì xem những cái video ngắn ngắn thì sẽ hấp dẫn mọi người hơn. Mọi người hãy follow Facebook của mình. Khi nào mình đăng mình sẽ thông báo nhé. Thực ra Shopee họ còn khuyến khích khách hàng đánh giá. Shopee còn trả cho khách hàng bằng xu cơ mà. Thì cái cách làm này á, khách hàng họ nhận lại được bằng tiền thì họ cũng sẽ cởi mở và đánh giá cẩn thận hơn cho anh chị em. Còn vấn đề kiểu là khách hàng cho vào giỏ hàng nhiều mà không thanh toán, hay là những bạn mà bán những cái sản phẩm cùng kình mà chi phí vận chuyển cao á, thì chắc là mình sẽ nói trong video sau. Hay bạn nào có thắc mắc nào không thì đặt câu hỏi ở bên dưới, mình sẽ trả lời luôn một thể. À, mọi người có muốn mình tiếp tục hướng dẫn về bán hàng ở trên Shopee hay là Facebook, mọi người hãy comment ở cái phần bình luận để cho mình biết nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like video giúp mình và chia sẻ video này về Facebook, Zalo hay là bất cứ đâu đấy để cho bạn bè của bạn xem nhé.